Hòa xin trở lại chương trình cùng với quý khán giả đang theo dõi Vì Dân Radio trong buổi chiều hôm nay. Vào hôm nay ngày thứ sáu cũng như thường lệ, chương trình sinh hoạt cộng đồng với anh Sam Hồ. Và hôm nay tại phòng thu âm của Vì Dân Radio, khách mời anh Nguyễn Xuân Nam là nhà báo của tờ Việt Nam Cali Today đã có mặt trong Vì Dân Radio hôm nay. Trước tiên cho Thu Hà xin mến chúc anh Nguyễn Xuân Nam cùng với anh Sam Hồ có một buổi chiều thứ sáu được thật nhiều sự an lành, bình an trong cuộc sống. Và trước tiên Thu Hà xin mời anh Sam Hồ gửi một lời chào đến với quý thính giả đang theo dõi Vì Dân trong buổi chiều hôm nay. Thu Hà xin mời anh. Cảm ơn chị Thu Hà, cảm ơn quý thính giả. Chiều hôm nay chúng ta có dịp đến với nhau một lần nữa để chúng ta cùng tâm tình những chuyện xảy ra ở xung quanh San Jose và các vùng phụ cận, cũng như vấn đề mà bầu cử của chúng ta trong hôm thứ ba vừa qua ở liên bang cho tới địa phương. Thành ra chiều hôm nay Sam rất hân hạnh được dịp đến với quý vị một lần nữa với chương trình Radio Talk Show với Sam Hồ, live radio, và chúng ta đã cùng nhau trong đoạn đường này 4 năm qua. Sam rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe và có những lời khuyến khích cũng như là những lời nhắc nhở để cho cái chương trình này mỗi ngày mỗi phong phú hơn. Và không có gì quan trọng bằng trong cái chương trình là những vị khách mà Sam mời đến để chia sẻ những cái kiến thức của họ và những nhận xét của họ mà có thể giúp cho cộng đồng chúng ta mỗi ngày một lớn mạnh hơn, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho chúng ta ngày hôm nay cũng như trong ngày mai. Sam rất hân hạnh được dịp đến với quý vị chiều hôm nay là chiều thứ sáu ngày 8 tây tháng 11 năm 2024, và Sam được tiếp truyền cùng với lại anh Nguyễn Xuân Nam. Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam đã bỏ thời giờ ra để có mặt với chúng ta chiều hôm nay để cùng tâm tình với cộng đồng của chúng ta. Kính mời anh gửi lời thăm. Trân trọng chào quý vị. Tôi Nguyễn Xuân Nam vốn là người làm báo thì nhật báo Cali Today trong suốt 40 năm vừa qua, rất hân hạnh được có mặt trong chương trình ngày hôm nay nói chuyện bầu cử cũng vui. Chào Sam Hồ và chào cô Trung Đài, cô Thu Hà. Xin trân trọng chào quý vị. Dạ thưa, thì anh Nguyễn Xuân Nam cũng là một người đã chuyên về ngành truyền thông, là chủ nhiệm của hệ thống truyền thông Cali Today trong suốt 40 năm qua. Thì một trong những điểm mà Sam thấy rất có lợi ích cho chúng ta nghe đó là anh Nam biết rất nhiều về những tình hình đời sống hàng ngày ở tại San Jose, Bắc Cali cũng như khắp nơi, nhưng mà đặc biệt trong vấn đề chính trị thì anh cũng rất rành và rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này trong suốt 40 năm qua. Bởi vì thưa quý vị, không có một cái buổi mà tranh cử nào mà lại thiếu vắng mặt giới truyền thông, và giới truyền thông rất cần thiết khi mà tới những mùa tranh cử, cho nên anh có dịp tiếp xúc với rất nhiều người. Thưa anh nhận xét thế nào về cái kỳ bầu cử hôm thứ ba vừa qua cho liên bang, tiểu bang và địa phương, trong đó chúng ta có thành quận hạt cũng như là thành phố và các trường học. Sam sẵn đây kính chúc mừng một vài vị mà Sam cũng được biết trên qua đài này chúng ta gặp gỡ nhiều, đó là anh Ryan Đỗ. Anh đã thắng với lại cái chức vị tiếp tục lại ở tại Eastside Union High School District. Còn vấn đề cao ti thì có thể anh Nam có thể cập nhật cho chúng ta thêm những lĩnh vực đó. Xin kính mời anh Nam. Thưa quý vị, cái này chúng ta nói chút xíu về cuộc tranh cử của Hoa Kỳ trước. Đây có thể nói là một cái mùa đảng Dân Chủ sụp đổ, gần như toàn tập, mất chức tổng thống, mất thượng viện và đang mất hạ viện. Và trong cái tối cao hạ viện 9 người thì bên bảo thủ 6 người, bên cấp tiến với 3 người thôi. Như vậy 4 cái viện quan trọng nhất nước Mỹ nữa: tổng thống, thượng viện, hạ viện và tối cao hạ viện thì Dân Chủ trắng tay. Về thống đốc thì cũng trắng tay, cũng bị không chiếm đa số. Có thể nói qua cái kết quả đó thì có một câu thơ của Tế Anh ngày xưa, một nhà thơ tiền chiến rất là hay, có một câu nói tôi nhớ, có một bài thơ tôi nhớ, câu có chi vương miu trong hơi mấy, những chiếc toa đầy nặng khổ đau. Là có cái gì trong cái đảng Dân Chủ mà dẫn đến sự sụp đổ toàn tập như vậy? Thì cái này là một câu hỏi mà giải mẫu rất nhiều. Ông
Sanders, Bernie Sanders cũng đã nói một bài rất là dài, cách đây 3 ngày. Và chúng tôi đọc rất là nhiều các nhà bình luận. Sáng nay tôi đọc một cái bài bình luận cũng rất là hay mà tôi đã nói chuyện về bài bình luận đó trên truyền hình Việt Nam 1 của YouTube. Thì đó là gì? Một rất nhiều lý do dẫn đến thất bại của ông Lê Gia Chủ. Nhưng mà trong đó có một vấn đề, hai lý do quan trọng là người Mỹ chưa ready cho ông nữ tổng thống. Có thể nói đây là sai lầm chiến lược của ông Biden, là khi ông bị ép về sau tranh luận thất bại đầu tiên, ông bị ép phải rút khỏi cuộc đình luôn. Ông không đủ thời gian cho Harris chạy, mà tôi nói cho đủ thời gian nữa còn Harris cũng thua. Bởi sao nước Mỹ chưa ready? Nước Mỹ nó chiếm hai cái vùng, một vùng liberal, ví dụ California, Oregon, Seattle, New York, những đại đô thị thì rất là liberal, ủng hộ dân chủ. Nhưng mà mặt bằng nước cả nước Mỹ, như vùng phía đông, vùng phía nam, vùng miền Trung Mỹ thì một cái màu đỏ, cộng hòa tràn ngập hết, cho thấy rằng nước Mỹ chưa có ready cho nữ tổng thống. Và Hillary Clinton thất bại là một ví dụ, nước Mỹ cũng chưa ready. Tới phiên tới bà Kamala về càng không thành công nữa. Bởi vì sao? Vừa thì giới nữ mà là dân da đen và dân thiểu số nữa. Do vậy dân da đen và dân Á Châu nữa. Do vậy có thể nói rằng cái sai này cũng đại dân chủ, đặc biệt là của Biden khi mà chọn Kamala thì để giúp cho Cộng hòa thăng tiến. Mà thông thường người ta bầu thì Cộng hòa thì ta bầu đi một cái cặp luôn, bầu dân thượng viện hạ viện này nọ luôn thì thua, chứ không ngạc nhiên thì thua sạch túi như vậy. Nhưng mà nước Mỹ nó có cái self correction, nó sẽ thay đổi rất là lẹ. Tôi nghĩ trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ thì dân chủ nó sẽ lấy lại ít nhất là một viện, hai viện trước khi mình chuẩn bị tổng thống 4 năm tới luôn. Như vậy chúng ta phải rút kinh nghiệm từ những thất bại đó để thấy được chúng ta phải làm cái gì cho tương lai. Còn riêng cộng đồng của mình nữa, thì tối qua tôi có chuyện cô Jennifer Oakland, cô là ứng cử viên đầu tiên, cô nữ ứng cử viên đầu tiên ứng cử chức dân biểu liên bang, thì còn rất nhiều phiếu chưa được đến, mặc dù cô đang thua, cô đang thua cũng khá nhiều, nhưng mà cô vẫn có chút hy vọng còn lại, dù rất mong manh. Thì cái chức tại dân biểu liên bang của cô Jennifer tại Oakland thì coi như chưa ra gì. Thứ hai nữa, người Việt thứ hai nữa đã ở một chức vụ rất quan trọng là chức giám sát viên. Thì tuy cuộc cái bầu phiếu giữa cô Madison và cô Betty Dương nó chưa ngã ngũ 100%, nhưng mà với cái tốc độ đi và cái sự khác biệt cho đến từ đầu cho đến giờ này, người ta tin rằng gần như chỉ có phép lạ mới đẩy cô Madison thắng cử. Còn nếu mà bình thường là cô Betty Dương sẽ thắng cử. Tuy nhiên khi mà nói, người ta phải nói dè dặt chút xíu, gần như thắng cử chứ chưa thắng cử 100%. Thì chúng ta phải chờ, dù là cái chance rất là nhỏ cho cũng mà Madison. Cái thứ ba nữa, tôi nghĩ cái người thiệt thòi là Tâm Thư. Đi lại thêm một lý thuyết âm mưu nữa, có người cho rằng Tâm Thư bị một cái ekip chống trong vấn đề mà trong cái thời điểm mà đang cử, thì tung ra cái tin mà ép lên vào trường hợp là bị vấn đề gian lận trong vấn đề bất động sản, và đi lên vấn đề biện lý điều tra dẫn đã bị tai tiếng một số bảo trợ rút, số người mà giúp đỡ cũng rút, người hoài nghi cũng rút. Do vậy Tâm Đương trở tay không kịp, còn 8 ngày cuối cùng lại được thả ra, được trắng án. Nhưng mà 8 ngày đó làm được chuyện gì? Tâm Trương vẫn làm hứa hẹn của cộng đồng Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên Tâm Trương bị chia buồn em. Mà anh Nam với chị Sample chia buồn Tâm Trương nha. Thì đó là những cái... Còn ở Mimitas thì tôi chưa cập nhật bữa qua. Thì cô Hoan Liên vẫn thua cái người đứng đầu là có 300+ phiếu. Thì không biết phiếu còn hay hết. Và cô số phận đến giờ này sáng bận quá chưa có thể coi cô có đi được. Tuy nhiên cái một cái rút kinh nghiệm nữa là gì,
là hai ông người Việt, một ông bà người Việt ra đều đứng hàng hai hàng ba. Nếu chỉ cần một người ra thì ta đứng hàng nhất. Cái thất bại của một ứng cử viên nếu xảy ra giữa Hoan Liên và ứng cử viên Việt Nam khác, ông Phan đó, nếu có sự phối hợp chặt chẽ hơn của tổ chức người Việt hay tổ chức của hai người, thì một người ra thì cộng phiếu hai người thì thắng lớn tại Vietas. Điều nói như vậy để có nghĩa là gì? Tiến sang một bình luận thêm, có nghĩa là nếu sắp tới trong các mùa bầu cử sau giờ tới mà nếu cộng đồng ta không đủ mạnh và không có một nhóm quyền lợi cộng đồng đứng ra điều phối chúng ta cử tri tranh cử này nọ, thì có thể chúng ta sẽ mất quận bảy, kể cả quận Tân Biên. Biên đoàn bây giờ cũng đang trước ngày trẻ rất lớn, một số người Việt chúng ta sau quận Việt thì chống biên đoàn cũng nặng. Và trong khi đó thì các tiêu người Mễ đó, nếu người Việt không ngồi biên đoàn, ngồi người khác, mà người Mễ nó ra tranh cử thì người Mễ không ngồi biên đoàn được, không ngồi kè của nó, thì coi như Việt Nam sẽ trắng tay ở khu vực 7. Cho nên cái chuyện mà khu vực 8 Vipitas nó gợi chúng ta bài học là gì? Nếu chúng ta không tự dàn xếp được mình trong nội bộ của mình thì mình sẽ thất bại nhiều lắm, không huy động được lực của cộng đồng lớn. Mà ai mới có khả năng dàn xếp điều đó? Chúng ta thường nói đến ban điều cộng đồng, chúng ta thấy chúng ta ở đây câu ban điều cộng đồng của Nguyễn Ngọc Tiên, ban điều đại diện cộng đồng của Nguyễn Công Khanh, thì và ban điều cộng đồng của Triệu Hà, không có một ban điều cộng đồng nào đủ lực để mà ảnh hưởng những ứng cử viên. Do vậy, trước khi giải quyết vấn đề ứng cử viên, tôi nghĩ vấn đề giải quyết vấn đề mà hợp nhất cộng đồng, đoàn kết cộng đồng thì mới maybe mới sẽ đạt hiệu ứng được, còn không thì chúng ta sẽ khó khăn, càng ngày chúng ta sẽ càng khó khăn hơn. Đối phương dòng suối của người Việt Nam có thể đưa ra tung ra phiếu nói chuyện, nó chiêu chi số tiền rồi mình chia mớ phiếu nhau câu câu bạn hết chứ. Mà vì thế kết quả là gì? Cái Covid-19 tôi đã chứng kiến rất nhiều người Việt Nam chúng ta không có tiền, trong cái các cộng đồng khác vài trăm ngàn, vài chục ngàn chuyển cư. Cộng đồng Việt Nam mình thì gọi kinh khủng của mình, của người đại diện. Rồi bây giờ nếu ta không có đại diện thì sắp tới có chuyện gì dịch bệnh xảy ra thì sao? Do vậy, trong cái chương trình của Xem Hồ ngày hôm nay, chúng tôi mở buổi đưa ra một vài những điểm nhắn để quý vị có thể thêm tham khảo thêm. Cảm ơn quý vị. Dạ vâng, thì một trong những cái điều điểm mà chúng ta biết đó thì Việt Nam mình hay có câu là luật vua thua lệ làng, phải không anh? Có nghĩa rằng là bây giờ mình nói tới vấn đề mà Tổng thống Trump mà thắng bây giờ với lại là cái đảng Cộng Hòa ở trên liên bang đó, thì mình nghe mình biết như vậy và nó cũng ảnh hưởng mình rất nhiều. Nhưng mà ảnh hưởng hơn nữa đó là những người ở địa phương của chúng ta, nơi mà chúng ta đang ở, chúng ta cần phải chú ý tới. Như là anh đề cập tới vấn đề ở bên Milpitas đó, thì hiện giờ cái số phiếu của hai người đứng thứ nhì với thứ ba cộng lại đó là khoảng chừng trên 8.000 phiếu. Mà như vậy thì là hơn cái số phiếu của cái người mà đứng nhất là 3.000 phiếu. Có nghĩa là cái người đứng nhất là được 5.000 mấy trăm phiếu, và cái người đứng nhì là Hơn Liên, là người Việt, là dưới cái người đứng nhất khoảng chừng 400, trên dưới 400 phiếu. Và cái người thứ ba là Anthony Phan thì là ở dưới cô Hơn Liên, ảnh được khoảng chừng 3.000 mấy phiếu, thì hai người cộng lại là khoảng chừng là 8.000 mấy phiếu. Mà đó là gác cái người mà cao phiếu nhất là gác tới 3.000 phiếu lận. Thành ra anh nói cái điểm rằng là nếu mà hai người Việt Nam chỉ có một người ra đó thì là cái thắng nó nằm rất là vững trong tay của người Việt Nam rồi. Nhưng mà chúng ta vì chia phiếu cho nên mình không thể đạt được. Và cái đó là vấn đề mình thấy trước mắt. Anh có đề cập tới cái vụ mà tại thành phố của chúng ta, thì anh Tâm Trương đó thì ảnh đang căn cứ vào 5 giờ chiều hôm qua 7 Tây tháng 11, thì cái số phiếu của ảnh là dưới cái số phiếu của cái người mà đang dẫn đầu á, là người đang đương nhiệm mà được appointed đó, là khoảng chừng cách nhau 2.400 phiếu. Ảnh được 12.000 mấy phiếu và cái người kia được 14.000 mấy phiếu, cách nhau khoảng chừng 2.400 phiếu. Mà anh phải biết là trong suốt 2 tháng mà quan trọng nhất là từ tháng 9 cho tới tháng 11, đầu tháng 11 đó,
là quan trọng nhất trong cuộc bầu cử, mà trong suốt cái thời gian đó là cái thời gian mà anh đang bị truy tố. Và cái đó là cái điều mà làm cho anh bị trở ngại vô cùng, mà vẫn được tới 11.000 phiếu mấy. Có nghĩa rằng là quý vị thấy đó, rằng là nếu mà không có cái vụ thực kiện đó mà oan cho ảnh đó trong cái thời điểm quan trọng nhất đó, thì cái cơ hội thắng của ảnh rất cao. Bởi vì đã bị một cái gọi là cái án như vậy mà lại tiếng tăm như vậy, rồi bị những người ủng hộ mình rút tên ra mà vẫn được cái con số phiếu 11.000 mấy, so sánh với lại 12.000 mấy, so sánh với 14.000 mấy, cách nhau có 2.400 phiếu thôi. Thì thưa quý vị thấy cái sự ảnh hưởng nó rất là lớn. Và cái chiêu này nó đưa ra từ những cái chuyện này, nó không xảy ra một cách ngẫu nhiên, sao không nghĩ là nó ngẫu nhiên at all. Cái này là cái trò chơi chính trị, là ai giỏi hơn ai thôi. Cái trò chơi chính trị, cái con cờ chính trị này là ai giỏi hơn ai về vấn đề chiến lược và chiến thuật. Thì mình phải thấy rằng là cái chiến lược của phía bên Tân Trương và đặc biệt là cái phía Việt Nam mình thua, cho nên mình không có ảnh hưởng được trong cái cuộc bầu cử đó một cách gọi rất là oan ức cho anh Tân Trương. Đó là cái bài học mà ảnh hưởng không phải là chỉ cho Tân Trương không, nhưng mà cho cả cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ thiếu một cái ghế ở trong cái hội đồng thành phố, mà anh Biên Đoàn đang ở trong cái ghế đó. Thì quý vị, anh có đề cập tới anh Biên Đoàn đó, thì mình phải cho anh cái điểm đó là anh thắng được cái kỳ vừa qua để anh rút, anh lấy lại cái ghế số 7. Tại vì cái cơ hội của cái người mà khá như là cái cô Maya trong cái thời gian đó đó, cổ không có bị vết nhơ gì nhiều hết đó, không có gì đáng kể để mình mất ghế hết. Mà người đương nhiệm ở tại San Jose này, trong lịch sử của San Jose đó, dường như không bao giờ bị mất ghế, trừ khi họ làm cái gì tham nhũng, tội phạm thì họ mới có thể mất ghế thôi. Chứ còn chưa bao giờ cái cảnh nó không xảy ra. Nhưng mà kể từ ngày người Việt Nam của mình bắt đầu vô cái ghế thành phố đó, thì là thường thường mình chỉ có một term thôi. Madison, Tâm Nguyễn, Anh Mạnh Nguyễn, Diệp Thế Lâm là những người một term. Đó là quý vị thấy rằng là người Việt Nam mình vô là coi như là mình lung lay từ đầu cho tới cuối. Mà tại sao? Cái lung lay đó nó bắt đầu từ người Việt Nam chứ không phải bắt đầu từ người ngoại quốc. Mình đánh nhau, mình xé nhau và cuối cùng mình mất. Và như vậy cho nên cái năm 2018 anh Tâm anh bị mất cái ghế số 7 đó. Và xem phải nói rằng là cái bài học rất là đáng chúng ta nhớ đến để chúng ta đi tới, như anh có đề cập tới. Thì xem trong cái thời gian tháng năm 2018 xem rất là lo lắng, bởi vì là có một vài người Việt Nam ra chống với lại cái số phiếu, cái lá phiếu của anh Tâm Nguyễn, cho nên nó chia rẽ cộng đồng mình ra hai ba phần khác nhau, cho nên mình thất bại và mình mất cái ghế đó. Rồi 2 năm sau anh Diệp Thế Lân cũng là người Việt Nam ra và chia phiếu, cho nên kết quả là mình mất luôn cái ghế số 4. Và từ năm 2020 cho tới 2022 không có một tiếng nói nào của người Việt Nam ở trong hội đồng thành phố hết. Một cái sự mất mặt mình rất là lớn, trong khi cộng đồng của mình là một cộng đồng mà không có một cái dân cử nào, một người nào mà ra tranh cử mà không lưu tâm tới cái số phiếu của người Việt Nam của mình. Thì cuối cùng vì mình thiếu khéo léo, vì mình dở chiến lược trong vấn đề chính trị, cho nên mình đã thất bại. Bây giờ mình phải học những bài học đó, thì anh nghĩ là mình nên học bài học đó như thế nào? Theo tôi nói này, nghe tiên vụ quán cà phê nha, sắp tới khu vực 7 thì Biên Đoàn ra tái tranh cử, nghe nói Brian Công Độ cũng có thể ra, và nghe nói cô Văn Lê cũng có thể ra, và có thể thêm một hai người nữa, thì nó sẽ bên kia đó, thì nếu mà Mẹ ra một người thôi, hay là Ấn Độ ra một người thôi, hay Phi Lục Tân ra một người thôi, thì có thể vòng chung kết không có người Việt. Là bài học đó chúng ta nói, xem nói, Nam nói, mọi người nói, không có gì mới hết. Chia phiếu là thất bại. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là mình nói là một chuyện, nhận định chuyện, nhưng cái vấn đề cái structure, cái social structure, một cái cấu trúc xã hội như thế nào đó để govern được cái chuyện mà người đi ra, đầu ra. Vì không ai cũng ra hết. Ra đó bị tự ái, bị mặt mũi, đá nhau tan nát hết. Giá dụ cô thấy cô của anh Phan ở tại Mimitas và cô Hoan Liên, thấy không? Chỉ cần một bàn tay một người nào đó có thế lực, có thể là một tài phiệt, có thể là một ban lì cộng đồng, có thể là một người hội đồng vô nào có uy tín, cho hai cái bên ngồi lại nhường nhau, thì có thể
không? Thì coi nó tròn cái bức cái mùa khác đưa ra thì cũng có thể, hay là một vấn đề mà có người xin keo hay gieo tầm tiền một người thua sẽ ra, nó vẫn có cách nào. Nhưng mà cái điều đó cho thấy là mình thấy, mình biết, nhưng mà làm được là một chuyện khác. Vấn đề quan trọng hiện nay không phải là thấy và biết, ai cũng thấy, ai cũng biết cả, nhưng mà làm có được không. Ví dụ như quận 7 biên đoàn ra tới brand công lộ, ví dụ như ra luôn, ví dụ như mà cô Văn Lê ra luôn, thì cái cộng đồng Việt Nam chia làm ba cộng đồng lớn, quận 7 lớn về thành một miếng nhỏ, từng người một miếng nhỏ, và không ai đủ sức để bắt đầu cả, không ai đủ sức bắt đầu cả. Chúng ta tiêu diệt nhau. Cái lý thuyết con cua đó, là lý thuyết con cua dưới này nó kéo con cua nào để nó kéo xuống. Bây giờ chúng ta không cùng nó bạn bè quan cà phê nó, tại sao nó nằm con cua ngược đầu lại. Thành đi lên tất cả mọi sức đẩy một thằng lên, và thằng này lên xong lại kéo những thằng khác cùng đi lên. Mình bây giờ một thằng thay nhau kéo nó xuống, thì giờ đổi ngược lại đi. Đó, kéo nhau bao nhiêu năm này kéo nhau xuống, bây giờ mình đổi ngược lại, mình thay nhau tổ chức phân công được kéo nhau cùng lên. Đó, đúng không? Thì nếu ta thay đổi cũng là con cua, thì chúng ta sẽ có một con cua Việt Nam khác. Con cua kéo cùng thay phiên nhau kéo nhau lên. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là ai có chi phối được vấn đề này? Ai được chi phối? Sam nghĩ là mình có thể đặt cái câu hỏi này cho những người định ra ứng cử. Tại vì là lịch sử cho mình thấy quá rõ đi, là vào cái lúc mà Madison là trong hội đồng thành phố đó, là nghị viên của hội đồng thành phố của District số 7 đó, thì là Madison vào đó, thì là khi mà Madison bị vô cái kỳ thứ hai đó, thì là Madison đã gọi là có người ra đấu là Minh Dương, phải không? Thì là cuối cùng đó thì là Madison thắng cái đó. Nhưng mà cái đó là hai người Việt Nam đấu với nhau. Chứ nếu mà có người khác không phải là người Việt Nam thì coi như là nó sẽ lọt tay người khác rồi. Đó. Khi mà anh Tâm Nguyễn thì có, dĩ nhiên là cái số phiếu mạnh nhất đó là cô Văn Lê được. Nhưng mà vì có cái sự hiện diện của hai người Việt Nam rồi kéo thêm hai người khác nữa vô, thành ra trở thành tới 4 người, thì mình thấy trước mắt đó là cái con số không thể cộng lại là thắng được. Mình phải làm, mình biết làm toán, người Việt Nam mình nổi tiếng là biết làm toán. Nhưng mà mình làm trật lất hết. Trong mấy cái bài toán đó mình làm trật lất hết, thì chứng tỏ là mình biết nhưng mà mình làm không được. Biết là một chuyện, nhưng mà thực tế đó mình không có làm việc được. Cái bài toán đó nó rõ ràng là nó mất. Rồi cái bài toán thứ nhì, thứ ba nữa đó là cái bài toán của ở District số 4, là lúc đó Diệp Thế Lân đang ngồi cái ghế đó, thì là Diệp Thế Lân là anh Huy Trần ảnh ra, thì mình thấy cái con số mình cộng trừ nhân chia là mình thấy rõ ràng là mình sẽ thua rồi. Thành ra cái người mà không phải là người Việt đó tự động họ đi bộ vô, chứ không cần phải chạy vô, họ không cần phải tông cửa họ vô, họ đi bộ vô, mình mở cửa cho họ đi vô, mình mở cửa. Thành ra Sam nghĩ cái câu hỏi này Sam không có đặt ở cái ban đại diện không, hoặc là cái tiếng nói mạnh nào trong cộng đồng hết. Thật sự nếu mà trường hợp mình đặt vào cái ban đại diện hoặc là cái thế lực nào của cộng đồng mình để áp lực cái người ứng cử đó, thì Sam nghĩ cái đó không thực tế đủ. Bởi vì là trong suốt 10-20 năm qua mình thấy nó không có làm việc được, nó không có thể hiện được. Cho nên cái đó Sam không có hy vọng ở trong cái tiếng nói của ban đại diện và của người nào có thế lực mà có thể thay đổi cái tình hình đó. Nhưng mà cái trách nhiệm Sam đặt vào cái người mà muốn ra ứng cử. Tại sao mình đi ra ứng cử trong khi đó mình đã thấy quá khứ nó quá rõ ràng rồi, cái bài toán nó sẽ không ra mà mình sẽ không thắng nổi, thì như vậy tại sao mình lại lặp lại? Thật ra cái trách nhiệm của đó là nếu mà trường hợp mà Vân Lê đã ủng hộ anh Tâm Nguyễn sau khi giống như là cái cô Cindy Chavez và cô Teresa Alvarado, khi mà họ tranh cử cho cái chức vụ giám sát viên đó, thì hai người tranh cử rất là mãnh liệt. Nhưng mà khi mà cô Cindy thắng đó, thì cô mời cái cô Teresa là cái người mà đấu với cô đó, lên làm chủ tọa cho cái buổi mà ra mắt nhiệm chức của cô ta. Đó là cái bài học mình phải học từ người Mễ và người Mỹ và người đen. Họ sẵn sàng họ làm việc như vậy và họ ủng hộ nhau, và cái cô Teresa đó cũng không có ra để mà chấp cái hai lần sau của cái những cái nhiệm kỳ thứ ba, thứ hai và thứ ba của cô Cindy Chavez, và họ giúp cho nhau, hai bên đều mạnh, đều thành công trong đường đời hết.
thì như Việt Nam mình tại sao mình không học bài học đó? Thì nếu mà trường hợp mà Tâm Nguyễn với lại Văn Lê sau khi thua anh Tâm Nguyễn nói rằng là tôi sẽ giúp anh, thì Sam bảo đảm rằng là sau cái kỳ nhiệm kỳ thứ nhì của anh Tâm Nguyễn mà anh không mất lại cái ghế của cô Maya thì chắc chắn là cô Văn Lê sẽ được. Cái đó là anh có đồng ý không? Trường hợp mà của anh Diệp Thái Lân cũng giống vậy. Dĩ nhiên là anh có những cái khuyết điểm, nhưng mà anh không có khuyết điểm. Những người cụ lớn thì nói tại sao anh ăn mặc thế này thế kia, ăn nói thế này thế kia. Quẹo hai cái văn hóa khác nhau. Anh lớn ở đây thì mình giúp đỡ, mình nhắc nhở, hướng dẫn để cho người ta thành công. Thì là anh Huy Trần, nếu mà trường hợp nói rằng là tôi sẽ giúp cho anh để anh thành công trong cái nhiệm kỳ thứ nhì của anh, thì chắc chắn là cái ghế đó năm nay nó đã nằm ở trong tay của Huy Trần rồi. Thành ra Sam thấy cái trách nhiệm này là trong người Việt Nam mình phải tự giác. Cái đó là Sam phải nói một cái chữ rất là rõ ràng như vậy. Mình ra ứng cử, mình đấu, mình phải tự giác. Thì cái câu hỏi rằng là đây là cái lợi ích cho cá nhân hay là lợi ích cho cộng đồng? Thưa quý vị, vì lợi ích cho cá nhân nên quý vị đã quyết định cái con đường đó, chứ không phải là vì lợi ích của cộng đồng. Sam dám khẳng định như vậy. Có một cái điều nữa là nhân việc nói về việc, ví dụ trường hợp của Lu, Sam vừa phải nhắc tới cô Angolano và bà Cindy, thì hai người đó tranh cử quyết liệt sống với sinh tử. Và sau đó để Sam vừa nói là, nhưng mà có cái điều này nữa nè, sau đó trở thành đôi bạn rất là thân. Cái người Việt mình đó, đã đối lập nhau thì thù suốt kiếp, mình không có xong các bài tập lại. Ví dụ bà Kama biết liên qua là gì, ngày thứ tư thì sau cái biết mình thua, hai vị diễn văn mà nói chuyện, một vị diễn văn gọi ông Trâm đích thân gọi ông chúc mừng và hứa ông Trâm là tôi hợp tác. Anh thấy cái lối chơi rất là mã thường, đúng không? Lối chơi rất mã thường, người Việt mình không làm được như vậy. Cái thua là tức và bỏ chạy ra ngoài cộng đồng luôn, trốn biệt luôn, không thấy ai. Những người này người nọ có thấy có xuất hiện lại đâu, Diệp Thêm Lớn người nọ mới không thấy ai. Do vậy cái người Việt mình phải học được từ người Mỹ một điều tốt đẹp hơn là cái giải quyết cái lịch sử sau khi mình thua, hợp tác người Đức đắc cử. Và khi mình hợp tác với đắc cử thì sau đó mình đắc cử sẽ giúp mình trong cuộc chạy đua khác của mình, đúng không? Cho nên cái được. Nhưng mà không những ứng cử viên mà trong lòng Việt Nam một phe này chống phe kia, rồi phe kia chống phe nọ nữa, cái phe mình rớt thì tẩy chay không bầu cho phe mình thắng. Không những ứng cử viên mà ngay cả cử tri cũng vậy luôn. Cho nên mình mở đầu câu này, có chi vương biếu trong hơi mấy ấy, những chiếc toa đầy nặng khổ đau. Cái mentality người Việt mình cần phải thay đổi. Cái mình tha đi thiên người Việt mình cần thay đổi, mà thay đổi do giáo dục, do văn hóa, do đời sống này Mỹ càng lâu mà càng học được. Nhưng mà cái tài lớn tuổi như tôi cho lên thì khó thay đổi. Chúng ta chỉ kỳ vọng là thế trẻ thôi. Mà cái điều Việt Nam sợ nhất là thế trẻ không những không học cái thế hay của Mỹ mà học cái dở của thầy đi trước. Không học cái hay của Mỹ, học cái dở đi trước. Cái thứ hai nữa, anh thấy cách sống bây nay mình nghe và cảm biết và đối xử đúng trung như vậy, rồi anh em rồi phía cạnh ngược lại đôi những họ đang phân tích đại hội nguyên nhân của thất bại, và nên tôi có một ban nghiên cứu khách quan hơn để nghiên cứu thất bại của chúng tôi. Như vậy cái thất bại cần để mổ xẻ và học tập, đúng không? Chứ không phải là mình thất bại xong mình bỏ rồi còn làm chạy đi mất tiêu. Do vậy cái người Việt mình chưa biết làm chính trị. Mình nói mình xin lỗi quý vị từ ái, chưa biết được việc và cần phải thay đổi. Nếu không thì cộng đồng người Việt chúng ta tại trong nước thì chúng ta không ảnh hưởng rồi. Nhưng tại Mỹ là chúng ta là gì? Làm cộng đồng hàng hai của trong các xác nhận thiểu số tại Mỹ. Thì cái đó là cái điều đau đớn. Có hai hy vọng. Một là thay đổi. Hai là trong thời thế hệ trẻ. Mà cái vết dơ của mình có thể lây lan sang thế hệ trẻ. Chúng ta chưa thấy thế trẻ thay đổi người lớn nhiều, anh thấy không? Cho nên có thể là cái đó nó còn di hại trong nhiều năm tháng về sau nữa, và cộng đồng Việt Nam vẫn tiếp tục làm cộng đồng thứ hai, thứ ba, chứ không phải là cộng đồng thứ nhất. Tôi đến đây lúc một người Ấn Độ chưa ra gì cả,
Bây giờ thì Ấn Độ kinh hoàng, Việt Nam ở đâu? Chúng ta tục tiếp tục trở lại. Dạ vâng, thì anh nói như vậy sang cũng nhớ ở Mỹ nó có cái expression đó là có người họ grow old nhưng mà họ không có grow up. Đúng rồi, thì nó đúng. Mà như cái ý của anh đó rằng là mình chúng ta có những người càng già nhưng mà không có càng khôn hoặc là càng lớn thì nó rất là nguy hiểm. Tại vì sao? Mình ở đây, ở nước Mỹ này chỉ có 10 năm, 15 năm sau người Cuban American thôi. Nhưng mà mình phải nhìn Florida biết bao nhiêu dân cử, từ Marco Rubio cho tới Texas Cruz, phải không? Và những người mà làm senator ở công các cái tiểu bang đó, rồi họ lại có những biết bao nhiêu là thị trưởng của các cái thành phố Miami vân vân. Họ rất là mạnh bởi vì họ biết đánh chính trị. Mình ở đây chỉ thua họ chỉ có 10-15 năm thôi, có nghĩa là mình ở đây tới 50 năm rồi. Thì Sam không có nghĩ rằng là mình chấp nhận được cái lý do là mình không có bỏ được cái tật của mình hay là cái máu của mình. Tại vì mình đã lớn lên ở đây và những người mà mình đang nói tới đây là họ lớn lên ở tại đây chứ không phải là không. Trong suốt mấy chục năm qua. Thành ra tại sao mà sau khi mà họ thua không thấy họ, trong cái đó là mình thấy như ông Ron Gonzalez. Khi mà ông không mất cái chức thị trưởng đó, phải không? Ông mở một cái chương trình leadership và ông train biết bao nhiêu người để mà ra lãnh đạo, mà rất là nhiều người từ cái lớp học đó trong suốt mười mấy năm qua ông huấn luyện đã ra trở thành những vị dân cử và ngồi trong các cái board của các cái non-profit, là họ phục vụ lại cộng đồng, mà đó là mới chứng tỏ rằng là họ ý chí cho cộng đồng. Còn mấy người Việt Nam của mình thật sự mình cũng chẳng thấy đâu mất hết trong cái đó vốn liếng của họ, trong 4 năm của họ, trong 8 năm của họ, họ thân thuộc biết bao nhiêu cái nguồn tài trợ hoặc là những cái nguồn cái gọi là cái nguyên resource. Tài nguyên cái resource mà họ không có invest trong cái đó để mà họ capitalize trong cái đó thì họ bỏ mất đi luôn. Uổng quá, mình mất đi cái kho tàng mà mình đã tạo được trong suốt 4 năm 10 năm như vậy, và nó vừa lợi cho mình, vừa lợi cho gia đình mình và vừa lợi cho cộng đồng mình, lại mình bỏ đi. Thì cái đó nó đặt cái câu hỏi rằng là quý vị vào những cái chức vị này cho cá nhân quý vị hay là quý vị vào chức vị này cho cộng đồng, hành động của mình trình bày được cái lập trường của quý vị. Và hy vọng rằng là cô Betty Dương là một khuôn mặt sáng sủa hiện giờ ở trong quận hạt chúng ta, trong Board of Supervisor, hy vọng cô không có những cái sự gọi là lặp lại những bài cũ mà quên đi cộng đồng khi mà mình vào chức vụ. Cái đề tài đó có thể là một chuyện lúc khác, chúng ta có thể nói trên chỗ này của đại bị dân hoặc là nói trên làn sóng Country. Thì tôi có offer lên xem hộ một cái điều rằng để cho cái năng chương trình của xem hộ rất là có ích cho cộng đồng, xì cộng đồng rất nhiều, bật biểu ấp cái leadership của cộng đồng. Cho nên tôi có nói xem hộ là những cái bài nói chuyện của xem hộ được quay video, chúng tôi sẽ phát thanh người lại trên báo clintoday.com và tôi phát lại, phát hình lại trên truyền Việt Nam 1. Quý vị nếu miss con xem hộ thì có thể trên YouTube anh, cũng có thể trên YouTube Clintoday, trên YouTube truyền Việt Nam 1 hoặc báo clintoday.com, quý vị có thể nghe lại. Những chương trình này tôi nghĩ nên nhân giống ra. Tôi cũng có dự định cùng với cô Mỹ Đinh hợp tác một chương trình để mà build up một cộng đồng. Energize my community. Cho nên tiếng Việt dịch hơi khó. Tiếng Việt dịch hơi khó. Energize my community. Bởi vì không có cái energize thì không có kích động tạo năng lượng cho cộng đồng, thì tụi nhỏ mình sẽ lụi tàn và lụi tàn. Đó là một lý tên sang Mỹ. Cảm ơn quý vị. Yeah. Cảm ơn C1. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam. Bởi vì chúng ta chiều hôm nay tâm tình với quý cộng đồng của chúng ta và hy vọng rằng là cộng đồng của chúng ta suy nghĩ để mà thu thập những cái bài học cũ để chúng ta đi trong một tương lai mới tốt đẹp hơn. Và cảm ơn anh cũng đã offer và ủng hộ chương trình của Sam cho phép đăng những cái cuộc phỏng vấn này ở trên truyền hình Việt Nam 1. Đúng không? Truyền hình Việt Nam 1 và báo calitoday.com. Không phải là chương trình của tôi, yeah, mà tôi đăng lại những bài nói chuyện của anh xem hộ để cho ta lan rộng hơn. Bởi vì cái egoless, chúng ta
for the community, by the community, of the community, vì cộng đồng, bởi cộng đồng và do cộng đồng. Chúng ta sẽ build up thế hệ trẻ khác hơn. Và cái sự đóng góp của xã hội rất quan trọng. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam, cảm ơn chị Thu Hà, đại biểu dân, và cảm ơn quý ông bà anh chị em. Kính chào quý vị. Dạ, Thu Hà xin cảm ơn thời gian của anh Nam, anh Nguyễn Xuân Nam và anh Sam Hồ đã dành cái thời gian nói chuyện để đưa đến cho cộng đồng tiếng nói cũng như cái sự nhận xét trong buổi chiều thứ sáu hôm nay. Thu Hà xin hẹn gặp lại hai anh vào những chương trình sau. Thu Hà xin cảm ơn. Thank you.